Rồi hạng mục bảo trì hôm nay là mình sẽ vệ sinh cái bồn đốt với họng phun kim phun của hàng Future 125 halogen nha. Đây nãy giờ là rội bồn đốt thì mình mất công chuyện, mình không có rội được, mình không có quay được. Đây anh em thông cảm, mà đây mình đang xịt cái chai dung dịch NX5000 nè. Rồi ha, chai này là thần thánh, bữa giờ là xúc rất là ok nha. Rồi đúng phương pháp thì nó sẽ ra thôi. Bây giờ là mình sẽ quay qua, trong khi chờ này một tiếng hồ thì mình sẽ quay qua mình xử lý cái bị gào nồi của RSX 2014 nha. Đây là xe Future mập rồi. Thì mọi nhu cầu gì có làm gì thì liên hệ cho mình hai số này. Rồi tiệm mình là đường Lê Văn Lương số 1841 Nhân Đức, đối diện với cái biệt thự lớn bên đây nè, đó đường Lê Văn Lương mặt tiền nha. Vậy à. Thì cái thằng RSX này không biết nó bị cái quái gì mà nó xào quá, mình nghi là nó bị dặn da đập nồi rồi, mình sẽ kiểm tra từ từ thôi chứ giờ sao giờ. Khách yêu cầu mình kiểm tra, mình nói thôi chừng nào làm nồi mình kiểm tra thì mình cứ kiểm tra thôi. Giờ sao giờ? Rồi nè, thì ở đây là cái sự mà lúc lắc như thế này của cái chuồng heo nè. Thì xe nào cũng có hết, nhưng mà xe này, những dòng xe này là mình thấy là nó kêu lắm nha anh em. Rất là dữ, cho nên là mình ở đây là nè, mình lắc cho anh em coi nè. Thì xe nào cũng có lắc, nếu mà rim quay mà nó lắc vậy thì nó không kêu đâu, nhưng mà cái này là cái nó quá mức cho phép nha. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ nói chung là mình lấy đi rever ra rồi mình sẽ tán lại nha anh em. Như vậy thôi chứ giờ sao giờ ha. Còn hết hay không thì từ từ chút nữa là thời gian sẽ trả lời. Thấy không? Hết thì bớt hay không thì thời gian trả lời thôi. Chứ giờ sao giờ. Ha. Rồi sau khi mà khoan mấy cái đầu ri vê ra là mình được như thế này, giờ mình lấy lối, mình lối ra thôi, lối mấy ri vê ra nha. Ừ. Đơn giản thôi. Rồi bây giờ mở bu ri ra cho xịt cho nó ra thôi. À. Sau một tiếng đồng hồ của xe Future mập. Future mập là bụng mập lù lù luôn. Rồi mở cho nó ra thôi, ra nước dơ thôi. Đỏ, thấy không? Nước tương, nước màu à. Như vậy là có hiệu quả nha. Còn mà mở ra một cái mà không thấy nước này ở đâu hết, lại xuống cổ bô hết là xong rồi đó. Rồi à. Đây là dơ xịt nó còn ra nhiều nhiều lắm nha. Đây là tượng trưng là dơ nè. Đó. Đó. Rồi vậy được rồi. Thì con Future 125 này là vệ sinh buồng đốt đã xong rồi nha. Động phun buồng đốt. Đây, chú này là ở cầu ông Thình qua nha. Rồi con RSX này là sau khi mình tán chuồng heo nồi rồi vẫn còn hơi xào, cho nên mình coi bà đạn cam này luôn nha. Con cam mà đã thay rồi. Giờ là mình nã con nhông cam ra. Rồi bạc đạn cam nè. Bạc đạn cam nó rơ là 6904 là mình thay na chi nè. Rồi 6001Z là mình sẽ thay bạc đạn cô vô nha. Rồi. Rồi sau khi thay bạc đạn cam thì mình sẽ vô thôi. Vô rồi mình sẽ ráp lại thôi. Rồi thì xe này là thay bạc đạn cam. Rồi thứ nhất là xe này là bạc đạn cam là có vô cốt cam nè. Nó có vô tới đây nè anh em, là để nó lên chỗ này. Còn bên đây gói cam này thì không có. Này là bên đây dạng tưới, còn bên đây dạng cưỡng bức lên cái con cò. Thì nãy là do là không biết lắp ráp này là sao thì hả, nó làm cho gào và đạn cam là thằng này nó siết quá lực nè. Trong nhà máy mà sao siết quá lực ha, cái nhôm này biến dạng thôi. Rồi bây giờ mình vô lại thôi. Rồi đơn giản. Đó, rồi. Rồi bây giờ mình siết và mình khi mình siết vô là thằng này phải quay nhẹ mới ok được, tại vì cò đã nhả ra hết rồi nha anh em. Rồi thì cái xe này là khi mà thay và đạn cam vô thì
được rồi nha anh em, thì xe này không bao giờ hết xào đâu anh em, rồi lên ga cái chừng. Rồi vậy là ổn rồi nha, rồi kết thúc này ở đây đi. Rồi bây giờ là tới chiều, bữa giờ anh hẹn mà mình không có làm, anh nói xe này rung rồi Ambia rồi nào thì anh mua là máy này là anh kêu là máy ba cục nha. Thì nó giống giống như mà ít để xe thì xe này mình cũng không rành lắm, nhưng mà giờ anh có một chiếc anh có mua một máy nail, mình sẽ sàn, mình chỉ chừa lại là cái lốc số thôi. Mình sẽ sàn cái máy nail qua. Thì bây giờ là mình sẽ làm thịt cái máy nail đó ra cho anh em theo dõi luôn, rồi ráp qua xe này là có trục trặc gì hay không, nó có khác gì hay không ha. Thì ảnh là đi nồi tự động lại luôn, không xài nồi này nữa. Rồi 1 tới 3 lùi anh không xài nữa, anh xài là bộ số nail luôn. Rồi mình sẽ cận cảnh mình ráp hết cái mình sàn hết nail luôn. Chỉ chừa lại cái lốc số này cho anh em coi ha. Nè, xe nè. Ha. Mình nhìn thì giống nail lắm rồi, không biết nó như thế nào. Rồi. Đây là đầu nó, đầu xe nè. À, bây giờ là có anh trai Phú Nhuận hôm nay anh lấy xe là làm chiếc phiêu chờ là thay bộ số nail, là bây giờ là anh đã chạy thử rồi nè. Rồi ha, thay bộ số nail, rồi thay bà đạn dên với lại thay thằng lằn kép thì anh thấy là hết thú số chưa? Dạ xe ngon lành anh. Rồi dạ. Số 4 là hết thú rồi ha. Dạ. Rồi im. Ok. Làm thằng lằn kép là im lắm luôn, chạy ngon. Rồi rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Có gì comment trên clip nha anh. Dạ dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi, dạ dạ. Dạ. Rồi đánh giá trước tiên về cái cục máy này thì ở ngoài là tẩy lại ha, thì lốc đồ cũng còn đẹp nè, nồi nói chung là cặp đế nhôm này là chấm được nè, nói chung là cũng tạm. Chuông thì này là làm máy được nhiều rồi nha, chuông rất là mỏng nè, chuông có gờ và rất là mỏng nha anh em. Đó rồi chuồng heo rồi, để mình coi có tán lại chưa, làm như chuồng heo chưa tán nha. Rồi đánh giá là khả năng của nồi này thì hú hay không thì đánh giá là 5 năm, đánh giá 5 năm chứ không có dám đánh giá là được, tại vì xe này là chạy cũng nhiều ha. Rồi nha. Rồi cảo qua lăng, đây là mình có bán cái cảo qua lăng này luôn nha, 250 cho anh em, là cảo Future Nail nè. Thì máy thì nói chung là người ta rửa lại thôi, để lâu quá không có nhớ thì nó xét xét thôi, chứ máy cũng được, nói chung là cũng được. Máy thì hơi cũ nhưng mà ron mới anh em. Rồi máy này là ai ăn mẹ đó, con thạch sùng bị mèo chuột thì nó ăn mẹ nó hết con rồi, còn có con thạch sùng trên nè thì thay con thạch sùng mới thôi, không sao hết. Không sàn bên kia qua cũng được, không sao hết heo ra. Anh cắt nè, mất hết con thằng lằn rồi nè đó, không thì sàn bên kia qua. Rồi vậy đi, mẹ đó đi. Rồi nha, cái cục này nó đôn ha, bị ghê nha, đôn ti. Này là giọng cừ sạn, cừ chạm thì nó đôn ghê thiệt. Đôn nguyên một cục nữa. Như vậy là hiểu rồi đó. Rồi. Rồi, xin cam là dùng đồ thằng lằn mất rồi. Rồi, đôn đồ. Xe này chạy cũng dữ đó. Rồi, đánh giá tổng quan vậy đi, chừng nào vô hú rồi tính sau. Rồi bây giờ mình sẽ xiết cái này vô, rồi đạp chân xiết luôn đi chưa. Đạp chân lại lấy sóng xiết đi. Anh em ha, cái cục này là chỉ có 260 ngàn thôi nha anh em. Rất ok nha. Rồi bắn ra được. Thì nhìn chung xe này là nó còn cũng được 70%. Rồi, cốt số là lên đường rồi nè, lên đường chiến dịch nè, phải thay cốt xét rồi, bị mòn luôn đi. Gõ kia kìa, gõ ngay chỗ bên cái lốc đề nữa đó. Ừ, để nghe đó. Rồi phần này thì bà đạn cam rồi chắc đi hết rồi. Xe này là này bị gãy anh em. Thành trùng này là bị quất đứt đung mình đó rồi. Đây là chảo rồi, là lên đường xíu quách hết rồi. Anh em thấy không? À?
giờ ra coi mẫu số rồi coi nó có bị nhâm bị gì không nha. Rồi nồng không biết có mấy đây nữa chứ, để coi bê tông coi, bê tông đầu đen thù lùn. Rồi bây giờ là để coi coi để đánh giá lại cái bộ số này coi có còn ngon không nha. Quan trọng là cái bộ số nữa nè. Rồi tay dên là làm như là thay rồi, tay dên là thấy là làm như là không còn dinh nữa. Rồi đây đây. Rồi, đây đây. Rồi dên nè anh em. Rồi dên là kêu rồi nha. Rồi là một. Số thì mình thấy xe này là chạy cũng trâu bò lắm mà số là không giống vô Future 125 nha. Số này là nó cũng còn đẹp nè anh em. Rồi số còn đẹp. Số này coi bên đây coi. Không, số này là ok đó. Rồi số này được nha anh em. Đây, nói chung là cái bộ cái bên đây bị nè. Bên đây bị nhưng mà mình nghĩ là cái mức độ đây nè. Có bị nè anh em. Đó, nó bị ở trong nó hơi bị rỗ á. Rồi như thế nào anh? Số này là nó hơi rỗ thôi. Sao có sàn không? Sàn thì sàn luôn. Sàn luôn đi. Rồi sàn. Lên bộ số luôn. Rồi vậy là lên bộ số nó hơi rỗ nha, nhiều khi nó cũng hú nhẹ đó. Không sao. Tổng thành này là anh chịu là đem bộ số qua nè, dên qua là nồi qua nè, nói chung là chỉ chừa lại cái lốc số của xe kia thôi đó, đầu là phục hồi lại hết nha. Rồi vậy đi. Rồi thì cái quá trình mà ráp rã chiếc xe này để thay qua cái chiếc mà Trung Quốc giống bờ Edit đó là đã xong rồi. Thì cái cục máy này mình đánh giá là cỡ được là 60-70% thôi nha. Thì giờ là sấy nồng, sấy xúc bắp rồi làm nồi rồi lại. Rồi số thì cũng hơi nhâm. Đó, thì là gần như là làm máy rồi. Thì cái trong quá trình mình làm thì mình thấy cái gì giống bên kia mà bị hư thì mình có thể sàn cái máy kia qua. Rồi anh em nhớ ngày, có thể là ngày mai nếu mà không có gì thay đổi thì mình làm mà những cái món đồ này mình đi gia công tiện thì mình sẽ rã máy kia ra coi cái cục máy nó như thế nào nha, coi dên như thế nào đâu, chứ đó giờ cũng chưa rã nó nữa. Rồi nha anh em. Rồi video tới đây là cũng là hết rồi, thì anh em nhớ xem cái máy và rã cục máy Trung Quốc đó nha, cục máy ba khúc của Trung Quốc đó, coi như bên trong nó có gì đồ nó như thế nào. Rồi, xin chào anh em nha. Nhớ xem clip sau nha.